khuôn mặt này và phần phạt nó không khác sau một ngày lăn lộn lặn lội ngoài biển, tay mặt mày đen thui. Và thành quả đổi lại là một số cua biển này, đây là cua biển này, cua biển này, cua biển tươi ngon, cứng cứng mập mạp luôn đó. Và một vài con ốc bít tai muốn thay đổi, đúng là nãy mua rau muống bây giờ đã có gì không có tay. Xong kết thúc video tại đây, kết thúc một ngày dạo chơi cùng đàn. Ta cùng đi du lịch. Đây hôm nay là ngày 2 tháng 7 năm 2020. Đây là Kagawa, Nhật Bản. Một buổi chiều, không, một buổi trưa, một ngày đẹp trời đầy nắng và gió. Chúng tôi đang đi ra ngoài biển để tận hưởng gió biển, thêm tí muối cho cuộc đời bớt nhạt. Sẵn tiện bắt vài con ốc. Không biết có bắt được ốc hay không, sẽ thử trải nghiệm. Hôm nay tôi sẽ dắt bạn Dung ở Shizuoka đến và chừng chờ đó nha. Cảm nhận gió biển ở Kagawa để coi có khác với bãi biển nơi em sống là bãi biển gì ạ? Shizuoka gì? Shizumi hả? Tên lạ quá. Shizumi ở Shizuoka. Bạn Dung rất hăng hái vì trình đạp xe bất chấp cái nắng oi bức. Bạn đã diện một cái quần ngắn ngủn, không sợ nắng. 12:35 đi quẹo bên kia. Em cái gì cũng sợ. Đây là một bãi tắm được rất nhiều du khách tới vào mùa hè, dự định là cuối tuần sẽ rất là đông người để tắm. Ở đây tôi sẽ làm hướng dẫn viên dẫn bạn Dung đi khám phá vùng quê Nhật Bản. Bạn Dung có thấy thú vị không? Bạn cũng có thắc mắc gì cần tôi giải đáp hay không? Bạn có thể nêu ra và tôi sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn. Đây biển ở ngoài đây, chỉ là chúng tôi đang chọn con đường mát để đi thôi. Bạn có thể đi leo ở trên nó mà đi, có thể nhìn ra biển. Ôi, view đẹp quá ha. Coi nè, mát trời luôn á. À, chim hót líu lo víu von. Con đường ra biển thật là mát dịu, hai bên đầy cây xanh. Chim hót víu von. Tối đi. Nón cặp nè, cái nón mua giá 600 yên nè. Để người ta đi ruộng mà mua đi biển nè. Để khẩu trang cặp nè. Áo cặp nè. Áo cặp nè. Xe người ta nè, người đâu nè. Người đi vô rừng coi cái lùm nào mà. Ôi, tôi cảm thấy cái lùm ở đây nó bị đạp, nó bị áp lực đó em. Anh thấy nó bị phẳng quá. Bạn phẳng hết sức. Bèo. Bạn có vịt. Có cá, có bèo ăn, có rùa. Vịt ăn bèo luôn. Đây dự định là ngày hôm sau cái chân bạn Dung sẽ đen thui như cái mặt của tôi.
Đây là xả rác một lần là phạt 1.000 măng đó nha em. Em đừng xả rác nha em. Đây bên bên kia phía phía bên kia con đê này là biển Karawa, rất đẹp, rất nhiều du khách và gia đình tới đây để tắm biển, bắt ốc, câu cá, cắm trại. Và đây là ngày trong tuần rất ít người tới đây. À, bạn Dung cười lên coi nè. Cười cũng đâu có thấy được đâu, đây có đây. Chỉ cần em cười thì anh sẽ cảm nhận được. Nhìn ở mắt em, anh sẽ cảm nhận được niềm cười, niềm vui của em. Chỉ cần em cười là anh có thể cảm nhận được. Đi đâu lớn để hội lên là nắng, nắng bệnh nè. Che nắng lên là em ốm quá, em ăn nhiều thôi nha em. Anh xin lâu cho em mập lên. Xe người ta tới vậy. Nếu chọn cắm trại, tôi sẽ cắm trại ở đây và gần cái toilet. Toilet ở đây nè. Em muốn đi toilet không? Vậy em muốn ra biển thân hả? Hay vậy? Ở đây trước kia là một cái khu vui chơi á, có cái cầu trượt đằng trước kìa. Em nhìn về giống em đội đang đội con lá nè. Con lá nè, con lá. Đây là con lá. Như là thật ra đây là nóng mây, nóng cối. Kora Mugiboshi. Người ta nhà giàu, người ta du lịch bằng xe hơi. Mình là người dân lao động tha phương cộng thực. Xa xứ có xe đạp chạy là mừng rồi. Chỗ nào? Ở trước có cây á, nó nhổ anh thấy rồi đó. Nó trồng cây này cho đẹp. Thật ra gần biển nó trồng cây về để chắn gió, chắn sóng rồi. Ở trước nó trồng cây dữ lắm. Cây gì đâu không à. Cắt hết rồi, cắt mà mất gốc luôn á. Cái xấu mà chỉ có cây thông thôi. Ừ, trời ơi trời. Trời trong xanh, đất trong xanh. Và một cô gái xinh tươi. Quay gì anh quay cho 10 năm nữa chúng ta cùng xem lại ngày chúng ta cùng đạp xe cốt cốt, hai đứa nghèo đi chiếc xe đạp, chỉ có anh và em đi giữa trời nắng bức, người người đi xe hơi, còn hai thanh niên cặp đôi nghèo yêu nhau đạp xe trên xe đạp chạy cốt két trên con đường hàng trăm cây số. Quá đẹp cái gì đây. Tôi xin tuyên bố tôi là người Việt duy nhất ở đây. Hai người Việt Nam. Đây nè, quẹo đây nè. Quẹo lên, quẹo lên, đúng rồi. Đây nè, đây nè, đây nè. Ừ. À, nhau. Biển này hả? Chỉ biết biển Karawa thôi. Chó ở mọi nơi. Đây là có tên nè, cái gì Hama. Không tôi đọc tên được. Đây là bi đá. Ghi tên. Rất tiếc không đọc được. Anh chụp bên điện thoại á, được. Ủa rồi biến được á, trên đó là anh chụp bên điện thoại. Cái nè chụp sao ta nè. Gửi kìa, gửi đây coi người yêu của tôi đẹp không nè. À, trời xấu quá kìa, che lại đi em. Nhìn sao che vậy, đẹp mà. 1, 2, 3 cho bay bấm cái này chụp á đi, em đem đồ ra mà đó mình mà. Và những thứ được đem theo là đây một bộ. Bó rau muống sẽ để lại. Bó rau muống đó thì bó rau muống đi dọc đường mua để lại. Và mình sẽ đem theo bánh kẹo, nước và dung dịch. Bó
Dung dịch muối, dung dịch muối loãng bắt ốc đó. Cô gái xinh đẹp nhất ở đây. Rồi nghỉ chút nè, chuẩn bị đi. Em muốn nước hả em? Em muốn uống gì nữa em? Đây, anh có chuẩn bị cho em. Đây là lon nước chuối được ngâm đá hơn một tiếng trước, thì giờ còn là nước không? À, tiện ghê. Đi nhìn ra biển cái. Chưa dọn mà. Đây là biển Carawa và nhiều lần chúng tôi đã tới đây bắt ốc mồi cua, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt vì có một tình yêu to bự từ Shizuoka lặn lội từ vùng núi xa xôi gần núi Phú Sĩ đến đây. mời bạn đứng dậy đi vài vòng cho dân chúng cùng chiêm ngưỡng. Đây cô gái chân dài miên man, chân dài 1m1 chân dài cái gì hơn hả, chân dài 1m2 khúc trên là 50cm hả kỳ ạ. À, ngon quá, đã chưa bao giờ được uống cái hũ nào mà nó ngon như vậy. Chắc là do từ tai của em và từ đôi môi của em nó mới ngon như vậy. Thôi kết thúc.